chú mong đợi từng ngày từng tháng đấy, chú mong lắm. Chào quý khán thính giả cũng như là những nhà hảo tâm đồng hành cùng Như Chuyên Hài Cốc của Chi Ly. Hôm nay Như Chuyên Hài Cốc của Chi Ly nhận được thư đăng ký của chú Nguyễn Lâm Hưng tìm gia đình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe chú Hưng kể về cái câu chuyện thất lạc của chú ạ. Dạ, con xin mời chú. Rồi, xin chào chương trình của Như Chuyên Hài Cốc của Chi Ly. Dạ. Chú tên là hồi nhỏ, chú nhớ là chú hồi nhỏ, chú tên là Hoàng, con họ Hoàng thì chú cũng không biết là họ mình là họ gì. Chỉ có ông năm 1975 là ông ba lấy nhau không có con nên xin chú ở trại mồ côi ở Huế. Chú cũng 4 năm tuổi rồi. Sau này chú lớn lên thì chú vẫn nhớ là khu vực trại mồ côi đấy. Là xung quanh có hàng rào xẹp gai. Vì ở giữa có câu bốc bánh tuổi là chỉ có cầm cái que đi chọc mấy con thằn lằn đó thôi, chú vẫn nhớ những đó thôi. Dạ. Chứ chú không biết là ở chỗ nào, địa điểm chỗ nào. Trong cái thời gian mà chú ở trong trại mồ côi thì có ai tới thăm chú không? Không, chú nhỏ không có ai tới thăm chú hết. Lúc mà chú về nhà được nhận nuôi á thì ông bà có đem theo giấy tờ khai sinh gì của chú theo về không? Hay là không. Không có giấy tờ gì hết. Vậy cái thời điểm khi mà chú ở trong trại mồ côi ở Huế á, thì ngoài là xung quanh là được bao bọc bằng thép kẽm gai, có bập bên, rồi chú thường hay đi bắt thằn lằn, thì là những cái lúc đó là chú đi cùng với lại anh chị em hay là với ai của mình ạ? Không, đi hồi trong trại chú nhớ chỉ có đi những cái tuổi đồ tuổi giống như chú thôi, nhỏ giống như chú thôi, nhưng có người lớn. Chú chỉ nhớ bằng máu chứng đó thôi. Dạ. Vậy chú có trong cái ký ức của chú là chú có bao giờ nhớ về cha, về mẹ hoặc là về anh chị em của mình không ạ? Hay là chỉ nhớ được cái tên Hoàng thôi? Không, chú chỉ có nhớ tên Hoàng thôi. Chú có chú nhớ cái anh em vậy chứ đấy là. Dạ. Dạ. Cái thời điểm mà khi mà chú được ba mẹ nuôi nhận về chăm sóc thì ngoại hình của chú như thế nào, là ví dụ giống như là chú cao thấp gầy ốm, rồi có tình trạng sức khỏe như thế nào, rồi chú có đặc điểm ngoại hình nào mà ngay từ lúc bé cho tới bây giờ vẫn không thay đổi không? Ví dụ giống như là vết son, vết bớt, vết thẹo hoặc là nốt ruồi gì đó. Chú hơi nói chung hơi xưa chú về đây là chú đang còn cùng nhỏ lắm, người nhỏ ốm gầy mà gẹ lợ đồ kẹ sai đồ đi người ta họ đấy mà chú gì ấy đến nữa đó, người ốm nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Thấp. Ba mẹ nuôi có từng bao giờ nói cho chú nghe là nhận nuôi chú tại cái trung tâm nào, trại trẻ mồ côi nào tại Huế không, khu vực nào của Huế không? Không, ông ba nói chung ông ba chú. Dạ. Ông ba chưa nói là chú là con nuôi của ông ba. Ông ba dữ lắm. Dạ. Chú đã từng bao giờ được đi ra khỏi cái khuôn viên của trại trẻ mồ côi không chú? Là chú không nhớ. Chú chỉ có một anh ở trong trại thôi, chú nhớ là ở trong trại thôi, chú không đi chỗ nào hết. Để khi người ta nó xin chú về, xin chú ra vì lính rồi thôi, chú nhớ chúng đó thôi. Yeah. Vậy bây giờ con sẽ tổng kết những cái thông tin sau đây, chú nghe giúp con nha. Chú là Nguyễn Lâm Hưng, là tên sau này do cha mẹ nuôi đặt. Thì vào tầm khoảng năm 1975 là chú được cha mẹ nhận nuôi tại một trại trẻ mồ côi tại Huế. Thì khi đó là chú ước chừng tầm khoảng 4 năm tuổi, tên là Hoàng. Thì cái tình trạng sức khỏe của chú khi đó là người nhỏ gầy, có bệnh ngoài da là bị ghẻ lở, nhẹ cân. Chú là nhớ được cái khu vực xung quanh của trại trẻ mồ côi là có hàng rào thép kẽm gai. Đúng rồi. Có trong khuôn viên của trại trẻ thì là có cả bập bên nữa. Nhưng mà thì chú thường hay cùng với lại những cái anh chị, những cái bạn cùng sinh sống ở trong trại trẻ mồ côi đi bắt thằn lằn. Chú không có cái ký ức nào về cha, về mẹ hoặc là anh chị em của mình. Dạ. Đúng rồi. Thì không biết là con tổng kết như vậy là có thiếu bất cứ cái thông tin nào không ạ? Không, đúng rồi, không có cái gì thiếu sót, không có cái gì thiếu hết. Dạ. Không biết là bây giờ là chú có muốn gửi một cái lời nào hoặc là cái suy nghĩ nào tới những người đang xem như chương trình có cuộc chia ly, hoặc là với những người thân của mình không ạ? Chú cũng mong muốn là chương trình
làm sao đó tìm tôi ra, chú tìm ra được cái nguồn gốc của chú quê hương nó kia. Ba mẹ, thứ nhất là ba mẹ là cái chú là xa, ba mẹ là có mấy nói chung chừng trên 50 năm rồi đó. Giờ chú mong là chương trình làm sao đó là tìm kiếm người thân, ba mẹ với người thân vừa trong gia đình chú về bản thân chú. Chú chỉ có cầu mong, yêu cầu chừng đó thôi. Chú mong đợi từng ngày từng tháng, nói chung chú mong lắm, mong như chứ vì rằng nếu người ta thì đang còn có cơ sở thì người ta đi có anh có bạn có anh có chị người gì để họ họ tìm kiếm được dễ. Chứ bên đối với bản thân của chú thì chưa không có cái mối mới gì mà để chú suy nghĩ để mà chú nhờ chương trình để tìm ấy. Nên làm sao đó chứ chú nhờ chương trình cố gắng là tìm tôi cho chú với nguyện vọng của chú như thế. Dạ thì con cũng hy vọng là những quý khán thính giả cũng như là những nhà hảo tâm đồng hành cùng như chương hài có của Chili xem được cái video này của chú, họ sẽ cùng đồng hành chia sẻ hoặc là comment trực tiếp ở cái video. Nếu mà quen biết một cái trường hợp, một gia đình nào đó đang cần tìm người con trai thất lạc vào năm 1975 tại một trại trẻ mồ côi tại Huế. Thì trong cái khoảng thời gian này thì chú chịu khó nhẫn nại đợi giùm tụi con một xíu nha. Dạ, Rồi nếu rồi. mà có bất cứ cái thông tin nào mà chú muốn bổ sung thì chú cứ liên hệ về cái hotline của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly là 028 6264 7777. Thì các bạn biên tập viên sẽ hỗ trợ chú ạ. Dạ, con chúc chú và gia đình của mình nhiều sức khỏe ạ. Được rồi, chú cảm ơn cháu nhé. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Con chào chú. Rồi. Dạ. Như chia hè của cuộc chia ly tìm kiếm để đoàn tụ thân nhân hoàn toàn miễn phí. Mọi kinh phí hoạt động đều từ nguồn ủng hộ của xã hội. Như chia hè của cuộc chia ly mong muốn trở thành hoạt động nhân đạo đầu tiên do các cá nhân nuôi nấng bằng sự tham gia đều đặn định kỳ. Bạn hãy góp sức để như chia hè của cuộc chia ly tiếp tục tìm kiếm và đoàn tụ cho những người Việt còn chịu ly tán. Hãy góp một ổ bánh mì mỗi tháng, tương đương 20.000 đồng một tháng, để cùng làm nên 6 đến 12 cuộc tìm ra hàng tháng. Mà live show vào tối thứ hai đầu tháng sẽ là nơi diễn ra những cuộc đoàn tụ tiêu biểu như trong mơ.